Ba mẹ khi mà đến đây để sinh con thì được được ơn nhiều. Hầu như là vậy. Có những gia đình thì 4, 5 năm, 3 năm, 2 năm cũng tùy á. Có những nhà mà người ta cũng khó cực kỳ luôn á. Họ không hiểu sao là đủ duyên với các con á. Từ năm ngoái năm nay chị mơ, chị mộng nhiều lắm. Các con về với chị đông lắm nhưng mà nó cười, nó vui vẻ lắm. Nó bảo mẹ ơi con đi đây, chị hỏi là đi đâu đấy. Thì các con bảo là con đi đầu thai lại những cái gia đình mà đang gieo duyên với mẹ ấy. Nó nói đúng y như vậy. Cái câu của chị nói như nào là các con nói lại đúng y như thế luôn. Chị bảo là các con cố gắng tu tập đấy, rồi gieo duyên đến những cái gia đình mà người ta đang trợ duyên mẹ làm các công việc đây này, ở Trang Nhi này giúp các con nơi để ăn nghỉ đấy, về nhà nó cũng khoe như vậy. Thế là sau khi đấy thì gần đây cũng có nhiều gia đình báo là chị ơi em cảm nhận là con em được đầu thai lại từ các bé ở Trang Nhi. Rồi là có những cái gia đình người ta cũng nhắn cho chị đấy, bảo là xuống đây gieo duyên với chị xong cái là về cũng đậu thai. Còn có những cái gia đình mà nhờ chị đến gieo duyên cho các con thì cũng đậu, cũng nhiều lắm. Có những cái trường hợp mà cầu con ở đây nhưng mà được một tháng là tự nhiên con nó ra ấy, thì chị bảo là thôi mình cứ coi như là đấy là các con mượn cửa mình, vì là gia đình nhà mình biết đạo biết tu thì mình cứ hồi hướng đi, đủ duyên nhất tâm thì các con nó lại quay trở lại. Thì gia đình đấy chỉ sau một tháng lại đậu thai trở lại, bây giờ cũng sắp sinh rồi. Dạ, xin chào quý cô chú anh chị. Hôm nay thì Nhân quay trở lại Trang Nhi Búp Sen của vợ chồng chị Hương đã lập nên để chung cất an táng cho rất nhiều các bé thai nhi bị bỏ rơi ở nơi này. Hôm nay thì cũng ghé đây cũng vừa trao duyên cho chị Hương, tổng tịnh tài là cũng được hơn thêm 50 triệu đồng nữa để cho chị Hương có thể là an táng thêm cho các bé, rồi cúng kiến cho các bé được ấm cúng á chị. Dạ, thì cũng vừa mới trao tiền cho chị Hương xong, cũng muốn chia sẻ với quý cô chú anh chị thêm một số cái câu chuyện tâm linh ở nơi này, bởi vì thực sự thì các bé thai nhi bị bỏ rơi rất là linh thiêng. Nhân với chị Hương thì đang đứng ở một nơi, đây là cũng là một nơi để thờ tự chung cho các bé, cũng như là có thờ các tôn tượng của các vị Phật như là Địa Tạng Vương Bồ Tát để dẫn dắt hương linh các bé, đúng không chị? Em được biết thì cũng tại nơi này thì ba mẹ là cũng về đây nhiều hả chị? Có nhiều các ba mẹ, có những ba mẹ đến thăm, đến cúng cho các con, cho ấm cúng. Có những người thì người ta chỉ đến cái niệm Phật thôi là người ta về. Còn có những ba mẹ thì muộn con cũng đến cũng gieo duyên, thăm các bé. Và có một sự thật đó là ba mẹ khi mà đến đây để sinh con thì được được ơn nhiều. Hầu như là vậy. Hầu như là những gia đình đấy đều được thuận. Người ta bị hiếm muộn trong nhiều năm hả chị? Có những gia đình 4, 5 năm á. Có những gia đình thì 4, 5 năm, 3 năm, 2 năm cũng tùy á. Có những nhà mà người ta cũng khó cực kỳ luôn á. Họ không hiểu sao là đủ duyên với các con á. Chị cũng nguyện, chị cũng bảo là thôi các con cố gắng mà tu tập thì ở đây thôi. Đừng có nghe theo ai mà đi lung tung, thì ở đây tu tập là được rồi. Chị cũng đã gửi các con ở chùa đấy, rồi làm cái nhiều công đức hồi hướng để phóng sanh các thứ cho các con đấy. Chị cũng bảo là cố gắng ở đây rồi là con gieo duyên đến những cái gia đình người ta hiếm muộn con đấy, người ta biết tu tập, người ta sống có tâm và đang gieo duyên với mẹ, thì các con cũng cố gắng. Thế là từ năm ngoái năm nay chị mơ, chị mộng nhiều lắm. Các con nó về bảo mẹ ơi con đi đây, chị hỏi là các con đi đâu đấy, thì bảo là các con đi đầu thai lại với những cái gia đình mà mẹ nói ấy. Thì hầu như là có những cái nhà mà nhờ chị đấy, nhờ chị thì chị cũng đến đây, chị đọc tên từng nhà một. Thế là sau khi đấy thì gần đây cũng có nhiều gia đình báo là chị ơi em cảm nhận là con em được đầu thai lại từ các bé ở Trang Nhi. Rồi là có những cái gia đình người ta cũng nhắn cho chị đấy, bảo là xuống đây gieo duyên với chị xong cái là về cũng đậu thai. Còn có những cái gia đình mà nhờ chị đến gieo duyên cho các con thì cũng đậu, cũng nhiều lắm. Cũng phải gần trăm gia đình. Tức là các bé thì rất là linh thiêng. Và nếu như ba mẹ nào thành tâm á, thì sẽ được. Đúng rồi. Phải thành tâm, bé sẽ về làm cũng con. Đủ duyên rồi, những cái gia đình đấy người ta cũng phải gieo công đức hoặc là như nào đấy. Nó đủ duyên cho các bé. Em nghĩ thì có thể là ba mẹ cũng đã tích lũy cái phước của mình rất là lâu rồi. Tới một cái lúc nào đó thì đủ duyên với các bé nơi này nữa thì sẽ có con. Lớn nhất là bé được sinh ra được 5 tháng. Đấy là bé lớn nhất, sinh ra được gần 5 tháng. Và lúc đó thì ba mẹ cũng sẽ quay trở lại nơi này. Nhiều ba mẹ bảo là khi nào mà con lớn lớn một chút ấy thì sẽ dẫn gặp chị. Dẫn gặp chị.
Còn ở xa thì người ta chụp ảnh gửi cho chị coi cưng lắm. Có những gia đình người ta bảo là chị ơi em cảm giác như là con nó lúc nào nó cũng sợ ba mẹ bỏ rơi, lúc nào nó cũng quấn lấy ba mẹ ấy. Dạ. Các bé phải nói là rất là linh thiêng. Nói chung là cùng với cái sự thành tâm của ba mẹ nữa thì sẽ được. Dạ. Ở nơi này thì hiện tại cũng an táng rất là nhiều các bé. Giờ mình ra cái nơi yên nghỉ mình thăm lại các bé hả chị? Dạ. Ngoài ra thì chị Hương cũng có cúng kiến định kỳ ở đây rất là nhiều. Có bánh trái cho các bé rất là nhiều nè. Rồi trang trí thêm một số hoa hồng cho các bé. Có một điều mà nãy giờ em nhìn thì ở miếu cũng có, ở đây cũng có. Thì có phải là mấy sư để cái này lên không chị? Đúng rồi. Sư gửi cho chị ấy. Vì là các bé nó về nó bảo là mẹ có thầy tà về ấy. Cứ dẫn các bé đi thì chị xin ấy. Chị xin các sư. Dạ. Cũng để cho các bé được an tâm ấy. An tâm. Dạ. Ngoài ra thì chị có thờ thêm... Chị không phải, hôm trước chị nhìn thấy ngài bị vứt chỏng trơ ở ngoài kia nên là chị đưa ngài về đấy đấy. Chị bảo thôi ngài ở đây, ngài gia hộ cho con, mọi công việc đều được thuận lợi, bình an, các bé nó cũng ở có nơi tu tập ấy. À, đây là ông Địa. Ông Địa. Ông Địa. Thường thì ông Địa thờ với ông thần tài nhưng mà chị Hương không có chủ ý thờ. Đúng rồi, chị không có chủ ý. Cái này là người ta vứt đi. Người ta vứt đi. Rồi chị đưa về đây luôn. Dạ. Nói chung là mình có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Mình có cái niềm tin thì cũng là tốt cho các bé thôi đúng không chị? Dạ. Chị em mình ra đây. Thì nơi này là nơi yên nghỉ của các bé. Cũng có một cái tấm biển chị Hương đề này. Đây là Trang Nhi búp sen. Búp sen này thì ý nghĩa là như thế nào chị? Có hai sư cô đặt ấy. Sư cô bảo là các con như kiểu là một cái búp đang chưa nở ấy. Các sư cũng muốn là các con cố gắng tu tập ngát như kiểu là những cái bông sen ấy. Ở dưới bùn mà vẫn cứ cố gắng. Dạ. Rất là ý nghĩa. Ngoài ra thì hôm nay trong chóng em thấy cũng nhiều nữa nè. Trong chóng chị trưng từ hôm Tết. Dạ. Mà gió nó xô vào. Dạ. Ở đây gió nó to ấy. Nên là chưa có thay được. Dạ. Hôm nay thì chính xác là ở nơi này là có bao nhiêu bé ở đây rồi chị? Chị phải coi lại. 5.000. Nhiều quá hả? Chia sẻ với quý cô chú anh chị thì lần trước khi mà Nhân đến đây, lần gần nhất cách đây khoảng vài tháng, con số đó là hơn 4.400 bé. Hơn 4.400 bé. Còn hôm nay thì phải đợi chị Hương phải thống kê lại. 4.624. Mà cái đợt này về nhiều bé lớn lắm. Yeah. Người ta cứ gửi ở trong những cái bọc bọc ấy. Để trong từng cái bọc một ấy nhiều bé lớn. Nhưng mà những lúc đó thì các bé có báo cho chị trước không? Có chứ. Hầu như là nếu mà lâu lâu ấy, chị đang bảo là 10 ngày đón một lần. Mà ngày thứ 11, 12 qua đấy mà chưa thấy đón là các bé nó kêu lạnh. Nó lạnh cả. Là do các bé bị trữ trong những cái tủ đông. Trong tủ đông. Dạ. Và chị cũng nguyện là các con là thôi để từ từ mẹ sắp xếp rồi mẹ đưa các con về đấy. Vì là cái người mà người ta đi đón các con để đưa về đấy, người ta cũng có việc. Nên là mình cũng phải sắp xếp mọi công việc. Nói chung là có việc gì là các bé đều báo cho chị trước. Mất đồ cũng báo, cái gì cũng báo. Khi nãy em có nghe chị nói là khi mà các bé nơi này á, được đầu thai vào làm một cái kiếp người khác á, của những ba mẹ đến đây sinh con thì các bé cũng báo chị luôn á hả? Báo cho chị mà báo cho cả gia đình đấy. Người ta có cái sự cảm nhận ấy. Người ta tự nhắn với chị. Người ta bảo là em cảm giác như là các con được đầu thai lại từ Trang Nhi búp sen. Có những gia đình bảo là chị ơi em gieo duyên ở dưới chị xong cái về em đậu thai luôn. Nhiều lắm. Người ta cũng được báo. Có những gia đình người ta mộng người ta được bế em bé rất là bụ bẫm từ Trang Nhi búp sen. Yeah. Nên là sau đấy người ta cũng đậu thai. Các con về với chị đông lắm nhưng mà nó cười, nó vui vẻ lắm. Nó bảo mẹ ơi con đi đây, chị hỏi là đi đâu đấy. Thì các con bảo là con đi đầu thai lại những cái gia đình mà đang gieo duyên với mẹ ấy. Nó nói đúng y như vậy. Cái câu của chị nói như nào là các con nói lại đúng y như thế luôn. Chị bảo là các con cố gắng tu tập đấy. Rồi gieo duyên đến những cái gia đình mà người ta đang trợ duyên mẹ làm các công việc đây này. Ở Trang Nhi này giúp các con có nơi để ăn nghỉ đấy. Về nhà nó cũng khoe như vậy. Về đông lắm, lần nào cũng vậy. Chị Hương thì cũng là một người thực sự là có căn duyên với các bé rất là lớn. Một cái căn duyên rất là đặc biệt để cho giúp cho các bé. Thì em nghĩ là các bé cũng cho chị một cái khả năng như vậy đó. Các bé cũng muốn kết nối với chị để mà giúp.
giúp cho các bé. Nhiều khi có những cái bé mà bây giờ cái bé nó mất rồi ấy, nó cũng không biết báo cho ai. Nên là mình chắc là mình cũng có cái duyên ấy, duyên nhiều đời nhiều kiếp. Nên là các bé nó cũng báo. Cái có cái gì cái là cũng báo. Ví dụ như là như cái đợt mà chị đưa hơn 1.000 thai nhi về đấy, ở đâu nằm ở đâu như thế nào, vị trí nào như thế nào đấy là các con nó cũng báo hết. Dạ. Cái sự linh thiêng của các bé thì em từng đi nhiều nghĩa trang thai nhi thì ở đâu cũng nói là các bé cực kỳ linh thiêng. Linh. Dạ. Nên là người nào như thế nào là nó biết hết à. Ừ. Nó kể cả là không thật tâm hay là như thế nào là các con đều báo hết. Ừ. Cũng chỉ một vài lần thôi là các con nó cũng báo cho chị để chị biết cái người đấy là có thật tâm hay không. Dạ. Hoặc là nó cái việc sự việc thực tế nhất ở cái nghĩa trang này nó mình nói đi nói lại thì nó cũng không phải là để mình ví dụ như là cái chú thợ xây ở đây đấy, mới đầu chị cũng không ưng đâu, chị cũng bảo là sao làm việc không có đủ tâm gì hết. Thế là cũng chỉ được vài ngày là các những người đấy người ta đi. Mà cái sự việc đấy ở nghĩa trang này ai người ta cũng biết. Ai cũng biết những cái câu chuyện đấy linh thiêng lắm. Nên là sau này cái anh thợ xây mà đang làm hiện tại bây giờ người ta có tâm lắm, làm với chị hơn 1 năm nay rồi. Không có vấn đề gì hết. Còn nếu không thì chỉ được một vài ngày, 1-2 tháng thôi. Có những người thì không hiểu là như thế nào mà sau đấy người ta cũng bị bệnh ấy. Tức là sự xui khiến như thế nào đó mà bị ai không có tâm với các bé thì sẽ như vậy. Nó nhiều vấn đề lắm, mình khó nói. Dạ. Ngay như trường hợp hôm qua đấy, chị đang lướt lướt ở trên Facebook ấy, thì chị thấy là có người giả danh là cũng lấy tên Huệ Tâm rồi là Trang Nhi Búp Sen, mà cái bài đấy chị kêu gọi cách đây nó phải đến cả nửa năm rồi ấy. Người ta cũng lấy danh chị để người ta kêu gọi, thì chị mới trượt trượt Facebook thì chị coi thấy có một cái chị đấy chị chuyển những 17 triệu. Nhưng mà lúc mà chị nhắn tin cho chị đấy là chị không biết là chuyển tận 17 triệu đâu. Chị mới nhắn vào chứ chị ơi người ta giả danh đấy, chị bị lừa rồi. Thế chị đấy mới coi lại. Cái bên kia người ta cũng nói là chị lừa lại chị đấy đấy. Nhưng mà chị đưa ra các bằng chứng là chị là đang ở trong Nhi Búp Sen, nên là chị cũng tin. Mà không hiểu là chị cũng nguyện, chị bảo chứ các con ơi đấy là tiền của các con đấy. Bây giờ nếu mà cái số tịnh tài đấy mà chuyển được về đây thì mẹ sẽ lo được cho các con, nên là các con cố gắng run rủi như thế nào để cho mà người ta lấy lại được tiền đấy. Thế là tự nhiên chị một lúc sau chị nhắn tin lại, chị bảo là chị lấy lại được 16 triệu, người ta gửi lại. Cái người kia người ta trả tiền lại à? Chuyển lại 16 triệu, còn lại 1 triệu thì người ta không có trả, người ta lấy lại. Người ta xin ấy. Chị đấy chị cũng chuyển lại cho chị 16 triệu luôn để lo cho các con. Những cái điều mà mình rất là khó để lý giải. Giống như là những cái người mà người ta muốn lừa đảo rồi thì tiền đã vào túi rồi. Đúng dễ rồi. Gì mà dễ gì mà người ta ra mà không hiểu tại sao luôn ấy. Dạ. Chị nguyện suốt, chị nguyện đến 1 tiếng đồng hồ luôn ấy. Chị bảo các con cố gắng đi, tiền của các con ấy cố gắng để gieo duyên về đây để mẹ có tịnh tài để lo cho các con ấy. Thì chị cũng lấy lại được 16 triệu, bứng ơi mừng luôn. Dạ. Chắc cũng một cái sự xui khiến gì đó. Thực sự thì những cái câu chuyện khi mà chúng ta chia sẻ sẽ có người tin người không. Nhưng mà thực sự nếu như ở trong cái trường hợp đó rồi ấy, thì mọi người mới thấy nó rất là thực tế. Dạ. Ngay cả cái việc cầu con á chị. Thì cá nhân em nghĩ như thế này nè. Hôm trước em cũng có đi giúp cho Trang Viên Hoa Hồng á, ở Nha Trang á. Thì chị bé B ở ngoài đó đó, chủ của Trang Viên ngoài đó đó, cũng có chia sẻ một cái câu em thấy rất là hay, đó là tâm thành dược linh. Có nhiều người á, thì cũng đã từng đi chữa để muốn có con á, trong thời gian rất là lâu và ở rất là nhiều nơi. Nhưng mà khi mà đến để cầu nguyện ở những nơi có các bé như vậy nè, thì lại về á, là giống như là có một cái sự an tâm ở trong lòng của mình vậy đó. Thì khi đó sử dụng những cái thuốc của bác sĩ nữa thì tâm thành dược linh. Giống như là cái tâm của mình nó an rồi thì mình sử dụng những cái thuốc đó đó, nó sẽ có cái tác dụng. Thì em cũng lý giải như vậy để cho mọi người hiểu hơn. Dạ. Chúng ta không nghiêng hẳn về tâm linh đó là do các bé. Nhưng mà rõ ràng thì cái tâm của chúng ta an thì thuốc chúng ta sử dụng nó cũng sẽ có nhiều cái tác dụng hơn. Cùng với đó thì nếu như nói trong nhân quả của nhà Phật thì chúng ta tích nhiều cái phước đức nữa. Ba mẹ cứ tích phước đức thì sẽ đủ duyên là sẽ có. Dạ. Cũng giống như có những cái trường hợp mà cầu con ở đây nhưng mà được 1 tháng là tự nhiên con nó ra ấy, thì chị bảo là thôi mình cứ coi như là đấy là các con mượn cửa mình, vì là gia đình nhà mình biết đạo biết tu thì mình cứ hồi hướng đi, đủ duyên nhất tâm thì các con nó lại quay trở lại, thì gia đình đấy chỉ sau 1 tháng lại đậu thai trở lại, bây giờ cũng sắp sinh rồi. Dạ. Nói chung là cũng mừng cho những mừng gia đình các gia đình, mừng cho các con. Dạ. Và cũng qua đó chúng ta thấy một cái sự đối lập
Tức là nhiều gia đình thì mong muốn, nhiều khi đi 5 năm, 10 năm mà không có được con. Còn có nhiều người thì lại như thế này đây. Đúng rồi. Dạ. Đấy, các con thì bỏ. Có những cái bé mà chị ở nhiều phòng khám chị muốn xin về lắm. Vì là nghe người ta nói thì mình thấy thương ấy. Người ta coi đấy là rác, phế thải. Sau khi mà xong thì người ta cho vào sọt rác. Thế là mình xót các con cũng muốn xin về mà chưa có đủ duyên. Mà chắc là cũng một phần vì hộ pháp là cũng biết là đất của mình đang còn ít đấy. Dạ. Cũng một chút những cái chia sẻ về những cái câu chuyện tâm linh liên quan đến các bé cho quý cô chú anh chị hiểu hơn. Chắc em cũng kết thúc cái video này ở đây. Hy vọng rằng đủ duyên thì em lại đến viếng thăm các bé trong thời gian tới. Cũng chúc cho vợ chồng của chị Hương nhiều sức khỏe lo cho các bé. Chị Hương có một người đồng hành đó là chồng. Lần này em đến đây em cũng gặp anh ấy hết. Anh ấy cũng phụ chị rất là nhiều. Phụ chị nhiều. Lắm hôm ốm cũng một mình ra an táng mấy chục bé lắm. Nhiều khi mình không có nhờ được các ba mẹ cùng ấy. Mà chị thì ốm thì anh cũng tự ra làm mọi việc. Sắp xếp cũng cúng kiếng cho các con ấy. Cũng mừng có một người đồng hành như vậy thì lúc hiểu. Nào gọi cái là đi liền. Lắm hôm nửa đêm lên trên Đà Lạt đón bé cũng đi. Rồi thôi cũng chúc cho chị Hương nhiều sức khỏe. Chị cảm ơn. Hy vọng gặp lại chị trong thời gian tới. Chị vẫn khỏe mạnh để lo cho các bé như thế này. Cảm ơn. Cảm ơn chị.